À, Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện âm. Tải nghe à, áo Cô gửi lời chào đến tất cả các em học sinh đang lắng nghe bài giảng ngày hôm nay. Để rèn luyện kỹ năng viết, ngày hôm nay cô sẽ đồng hành cùng các em trong bài viết bài giới thiệu một cuốn sách. Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng đã từng đọc sách từ bác nông dân, các em nhỏ đến học sinh, các thầy cô giáo hay cả các giáo sư tiến sĩ nhà khoa học, dù ai đi nữa thì mỗi người sẽ dành riêng cho mình một cuốn sách hay nhất, có người chọn giữ riêng cho mình cuốn sách đó nhưng cũng có người chọn giới thiệu cho mọi người cùng đọc, cùng yêu thích cuốn sách đó và ngày hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau thực hiện viết bài văn giới thiệu một cuốn sách nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên của bài học, đó chính là phần định hướng. Trước tiên chúng ta cần phải hiểu Viết bài văn giới thiệu cuốn sách tức là chúng ta đang đi trình bày cho người đọc biết các thông tin cơ bản về cuốn sách đó, ví dụ như là nhan đề, thể loại, tác giả, hoàn cảnh ra đời, nội dung, hình thức, nghệ thuật và giá trị, ý nghĩa vân vân của cuốn sách. Cô nói ví dụ như là à, hai văn bản Lá cờ theo 6 chữ vàng, tác phẩm không bao giờ cũ dành cho thiếu nhi và văn bản cuốn sách chìa khóa vũ trụ của Roger là những văn bản giới thiệu một cuốn sách và chúng đều có một số đặc điểm như sau. Thứ nhất là nêu nhan đề cuốn sách được giới thiệu ở tiêu đề và phần đầu của văn bản. Thứ hai là nêu các thông tin chung về cuốn sách như là tác giả, hoàn cảnh ra đời, thông tin xuất bản vân vân trong phần đầu của văn bản. Thứ ba là nêu các thông tin về nội dung và hình thức, nghệ thuật thể hiện của cuốn sách ở phần tiếp theo của văn bản. Thứ tư là nêu ý kiến của người giới thiệu hoặc người đọc về giá trị nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa của cuốn sách. Và cuối cùng, đó là sử dụng hình ảnh minh họa để bổ sung, làm rõ thông tin, tăng sức hấp dẫn cho bài giới thiệu. Nội dung định hướng số 2 đó chính là cách để chúng ta viết bài giới thiệu một cuốn sách thì các em cần phải lưu ý một số điều như sau. Thứ nhất là các em cần phải lựa chọn cuốn sách muốn giới thiệu phù hợp với yêu cầu và cái nhiệm vụ được đặt ra. Thứ hai là các em cần phải đọc kỹ cuốn sách à, muốn giới thiệu để có thể xác định các thông tin về nội dung, hình thức, nghệ thuật, giá trị và ý nghĩa của cuốn sách. Thứ ba là chúng ta ngoài những cái nội dung thông tin đề cập ở mục số 2 thì chúng ta còn phải tìm hiểu thêm các thông tin có liên quan đến cuốn sách ví dụ như là tác giả, hoàn cảnh ra đời, đánh giá của bạn đọc về cuốn sách này. Thứ tư đó là chúng ta lựa chọn cái trật tự sắp xếp và trình bày các thông tin trong bài giới thiệu. Thứ năm là chúng ta có thể tìm thêm và lựa chọn sử dụng một số những cái hình ảnh sơ đồ uh, kết hợp với chữ viết để có thể giới thiệu thông tin, có thể viết tay hoặc là trình bày trên máy vi tính đều được sau khi đã nắm được một số nội dung của phần định hướng, tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang phần số 2, đó chính là phần thực hành. Với nội dung thứ nhất, đó là thực hành viết theo các bước. Đề bài đặt ra cho các em như sau. Nhà trường tổ chức cuộc thi giới thiệu bầu trời trong trang sách, em hãy viết một bài giới thiệu cuốn sách mà em yêu thích. Với đề bài được đặt ra trong sách giáo khoa, chúng ta cũng sẽ tiến hành theo 4 bước cơ bản. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ chuẩn bị, bước số 2 là bước tìm ý và lập dàn ý, bước số 3 là bước tiến hành viết và bước cuối cùng đó là bước kiểm tra và chỉnh sửa. Bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn các em cụ thể từng bước như sau. Đầu tiên là bước chuẩn bị. Ở bước này các em cần phải xác định được yêu cầu cần thực hiện, mục đích viết và người đọc. Thứ hai là chúng ta cần phải lựa chọn được cái cuốn sách mà em yêu thích để giới thiệu. Thứ ba là các em vui lòng đọc kỹ lại cuốn sách để xác định thông tin về nội dung, hình thức, giá trị, ý nghĩa của cuốn sách và cuối cùng là tìm hiểu, lựa chọn, thu thập thông tin hình ảnh có liên quan đến cuốn sách từ các nguồn khác nhau, đó là sách, báo, đó là trên mạng internet vân vân. Sau khi đã chuẩn bị xong những nội dung như trên, chúng ta cùng chuyển sang bước số 2, đó chính là bước tìm ý và lập dàn ý. Ở bước này các em có thể tìm ý bằng cách đặt ra và trả lời một số câu hỏi. Cô đề xuất cho các em một vài câu hỏi như sau. Tên cuốn sách là gì? Các thông tin chung về cuốn sách? Nội dung của cuốn sách là gì? Hình thức của cuốn sách như thế nào? Giá trị và ý nghĩa của cuốn sách được thể hiện như thế nào? Và các hình ảnh cần được sử dụng là gì? Sau khi đã tìm được ý rồi, chúng ta sẽ lựa chọn sắp xếp các ý đó cho phần lập dàn ý. Bước số 3 đó chính là bước tiến hành viết. Ở bước này, các em sẽ dựa vào dàn ý đã lập để viết bài, một ý chúng ta có thể thể hiện bằng một đoạn văn hoặc thậm chí là nhiều đoạn văn ngoài ra thì các em có thể lựa chọn sử dụng một số những trích dẫn từ cuốn sách trong phần giới thiệu nội dung và hình thức hoặc là trích dẫn nhận định của bạn đọc mà các em cảm thấy phù hợp đáng tin cậy ở trong phần giới thiệu giá trị ý nghĩa của cuốn sách các em học sinh thân mến mỗi chúng ta đều có một cuốn sách mà mình ưa thích hoặc là đặc biệt ấn tượng các em hãy viết về cuốn sách của mình nhé và bước cuối cùng của bài viết đó chính là bước kiểm tra và chỉnh sửa ở bước này thì các em có thể xem lại những cái yêu cầu được nêu ra đã đề ra cho cái bài viết của mình ở mục D trang 28 ở bài số 6 và đối chiếu với cái phần dàn ý mà các em đã lập. Chúng ta cùng chuyển sang phần thực hành số 2, đó chính là rèn luyện kỹ năng tóm tắt nội dung cuốn sách và cách xưng hô trong bài viết. Đầu tiên là về cách thức thì về phần tóm tắt nội dung cuốn sách để giới thiệu được cuốn sách người viết cần tóm tắt được nội dung của cuốn sách đó tóm tắt nội dung cuốn sách tức là chúng ta đang đi nêu ngắn gọn chính xác nội dung chính của cuốn sách về cách xưng hô trong bài viết thì để thể hiện được cái mối quan hệ với người đọc thì người viết có thể lựa chọn sử dụng hoặc không sử dụng các từ ngữ xưng hô về các từ ngữ xưng hô thì đây là những từ ngữ mà người viết sử dụng để tự xưng mình, ví dụ như là các cái đại từ như là tôi, ta, chúng tôi, vân vân và gọi người đọc mà mình định hướng đến là ai, ví dụ như là bạn, các bạn, mọi người. Ngoài ra còn phải sử dụng các từ ngữ khác nhau để gọi tên tác giả. Ví dụ như là với tác giả Hồ Xuân Hương, chúng ta có thể sử dụng các từ ngữ như là nhà thơ, nữ thi sĩ, bà chúa thơ nôm, tác giả của bài thơ mời chầu vân vân để tránh việc dùng lặp lại từ ngữ để chỉ tác giả. Sau cái phần cách thức chúng ta cùng chuyển sang phần B đó chính là phần bài tập Bài tập đặt ra cho chúng ta như sau Luyện viết tóm tắt nội dung cuốn sách và cách xưng hô trong bài viết cho một trong hai đề sau đây Đề bài số 1 Hãy viết bài giới thiệu một cuốn sách văn học hoặc khoa học mà em thấy có ý nghĩa với bản thân Đề bài số 2 Trang web trường em có chuyên mục mỗi tháng một cuốn sách hay Giả sử là người viết bài cho chuyên mục này Em hãy lựa chọn và giới thiệu một cuốn sách hay đến thầy cô và bạn bè trong trường các em có thể tùy ý lựa chọn một trong hai đề bài. Và sau đây, cô cũng muốn cho các em tham khảo một bài văn đối với đề bài số 1 như sau. Cuốn sách mà cô lựa chọn để giới thiệu với các em đó chính là cuốn Đắc Nhân Tâm. Và với phần giới thiệu này thì cô sẽ đưa ra cho các em tham khảo về cái dàn ý đối với đề bài số 1 viết về cuốn sách Đắc Nhân Tâm đầu tiên là phần mở bài thì chúng ta sẽ giới thiệu dẫn dắt cuốn sách mà em yêu thích đó chính là cuốn sách đắc nhân tâm phần thân bài thì chúng ta sẽ đưa ra một vài giới thiệu chung về tác giả Dale Carnegie là tác giả của cuốn sách vốn chỉ là một con người bình thường trong vô vàn con người khác nhưng bằng sự nỗ lực vượt bậc, ông đã được hàng triệu người biết đến nhờ tài năng xuất chúng trong nghệ thuật hùng biện và khả năng thuyết phục. Đây là một công trình tâm huyết cả đời và xuất phát từ chính nhu cầu của Dale khi cảm thấy cuộc đời mình sẽ không phạm phải quá nhiều sai lầm đã qua nếu như được học tử tế về cách cư xử trong cuộc sống. Ông đã viết bằng chính trải nghiệm phong phú của cuộc đời mình. Về nhân đề cuốn sách, Đắc nhân tâm, tên cuốn sách đã trở thành một danh từ chỉ lối sống mà ở đó con người ta cư xử linh hoạt và thấu tình đạt lý lý thuyết muôn thủa vẫn là những quy tắc chết nhưng nhân tâm là sống là biến đổi bạn hãy thử đọc đắc nhân tâm và tự mình chiêm nghiệm những cái đang diễn ra trong đời thực hiện hữu chắc chắn bạn sẽ có những bài học cho riêng mình về nội dung của cuốn sách sẽ gồm có 4 phần. Phần số 1 nói về nghệ thuật ứng xử căn bản của mỗi con người, bao gồm những bí quyết, kinh nghiệm và cả các bài học về việc đối nhân xử thế trong các mối quan hệ xã hội mà bạn nêu lưu tâm đến. Phần số 2 của cuốn sách sẽ hướng cho bạn những bí quyết hữu ích trong việc tạo ra cái sự thiện cảm đối với người đối diện, nhờ đó giúp cho những người xung quanh luôn yêu quý và trân trọng tình cảm của bạn hơn. Phần số 3 được xem là một phần rất quan trọng và sẽ đem lại cho bạn rất nhiều bài học bổ ích, nhất liên quan đến lĩnh vực tâm lý học. Đó chỉ cho bạn các phương pháp và bí quyết giúp bạn và những người khác có chung về suy nghĩ và quan điểm trong cuộc sống. Và phần số 4, phần cuối cùng của cuốn sách Đắc Nhân Tâm, tác giả sẽ bày cho bạn những cách để chuyển hóa cảm xúc và suy nghĩ của một người khác từ tiêu cực thành tích cực và không để xảy ra sự hận thù hay oán trách, dù cho đây không phải là một việc làm đơn giản chút nào. Kết bài, mình sẽ đi tổng kết lại giá trị của cuốn sách. Như vậy thì ngày hôm nay cô đã hướng dẫn các em cách thực hiện một bài văn giới thiệu một cuốn sách Cảm ơn tất cả các em học sinh đã lắng nghe bài giảng ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em trong buổi học tiếp theo. Khóa học về rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của về rách.